Mình sẽ gặp trong nhóm bệnh lý si tỷ chẳng hạn. Đó, mình có thể gặp trong nhóm bệnh lý si tỷ chẳng hạn. À, ở đây mình sẽ có ví dụ như giảm cả ba dòng khá điển hình cho một bệnh nhân si tỷ. Ông cầu có 2,2 triệu à, tham lên 7,3 HCT 22%, bấm độ trung bình không trở sắc thẳng bạc, thấy ha. Rồi tỷ cầu còn 1,000, bạch cầu là 1,003, đó trừ phiêu chiếm tỷ lệ ít 10% và lympho là dưới 82%. Và tại sao chỗ này nó bị, có phải là cái công thức bạch cầu nó chuyển qua tức là ung thư máu dòng lympho hay không? À, nhưng mà mình phải coi xíu cái này ha, cái này là nếu mà đúng như thế thì cái số lượng nó sẽ giảm đây, 0,14, đây là lympho 1,008, còn đây là neutrophil. Tuy nhiên mình cũng nên lưu ý nha, có những cái trường hợp đó, là do cái những cái con bạch cầu mà trong một số trường hợp mà ung thư á, nếu mà số trường hợp ung thư là bạch cầu lympho thì khi nó tăng sinh quá mức mà nó suy hai cái dòng còn lại luôn. À, nhưng mà ở đây mình nhìn cái số lượng tuyệt đối của nó chỉ có 1,008 ha, thành ra mình không có nghĩ theo cái hướng đó. Thì ở đây dựa trên cái nền công thức bạch cầu này á, và kết hợp với hồng cầu và tiểu cầu, mình nghĩ hướng nhiều là nhớ bệnh nhân suy tỷ. À, mình thấy 82% lympho, 82% thì có thể là do nó ung thư máu dòng lympho và nó lấn át những cái dòng còn lại. Bởi vậy thành ra là mình trong cái công thức bạch cầu lúc nào mình cũng nhớ mình phải đọc cái trị số tuyệt đối của nó. À. Rồi trường hợp này là neutrophil không còn không? Hay là bạch cầu còn có 0,5 à? Có 500 con à? Ở neutrophil hầu như không có con nào hết. Và sẽ thấy rằng thường đối với những trường hợp mà siêu tỷ á, cái dòng neutrophil nó sẽ giảm rất thấp, giảm trước và nó giảm thấp nhất luôn. Ví dụ như bên đây còn được 140 con, qua bên đây không có con nào luôn. À, cái dòng trong siêu tỷ dòng neutrophil nó sẽ giảm, nó sẽ giảm, đa phần nó sẽ giảm. Rồi thì ở đây là một cái trường hợp suy tỷ do thuốc kháng giáp. Nhân xài thuốc kháng giáp. À, ngày xưa đó mấy em, hồi thời mà người ta chưa có y tế mạnh về nội tiết á, cái thời mà nội tiết chưa phải thật sự là một lĩnh vực phát triển, những cái người mà người ta bị cường giáp cuốc cổ á, người ta được kê to một lần rồi là người ta về người ta uống y nguyên vậy đó. Là uống y nguyên như vậy luôn, uống hoài luôn, liều tấn công, ví dụ cho 3 viên, 4 viên một ngày, ngày nào cũng muốn uống hoài luôn, thì đến một lúc nào đó là coi chừng. Rồi, đối với công thức bạch cầu á, thì mình nhớ lại ở sinh lý á, mình có học một cái dạng công thức bạch cầu, đó là công thức bạch cầu ạch nét. À, công thức bạch cầu ạch nét. Anet này thì nó sẽ có hai hướng, một là nó chuyển trái, hai là nó chuyển phải. Chứ một là chuyển trái, hai là chuyển phải. Thì là như thế nào? Thì ở đây thì mình lấy đây từ một cái myoblast. Thì nó phát triển dần 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 thành một cái pen, tức là một cái dạng bạch cầu đũa. Và từ bạch cầu đũa nó sẽ tách thành hai nhân, rồi sau đó là đa nhân, tức là từ khoảng 3 nhân. Thường là bạch cầu đa nhân trung tính của mình nó khoảng 3 nhân. Ví dụ như thế. Đấy kịp ha. Thế thì nếu như người ta làm công thức bạch cầu, công thức bạch cầu mà nó chỉ dịch về phía bên này, tức là cái số lượng của myelocyte, những con bạch cầu đũa hay những cái con myoblast này nó tăng lên. Nó tăng lên. Anh thấy chỗ này ha. Nó tăng lên, tức là nó chuyển dịch qua phía bên này. Thì bên đây là bên trái, thành ra cái dạng mà công thức bạch cầu này người ta gọi là công thức bạch cầu ạch nét chuyển trái. Và tức là bắt đầu xuất hiện những hồng cầu có ở nhà. Và trên cái kết quả xét nghiệm nó sẽ cho mình là shift 3 cộng. Mình đừng quan tâm tới mấy cái kia, mình nhìn cái này ha, là shift 3 cộng thì nó là bạch cầu chuyển
thì mình biết là nó đang xuất hiện rất nhiều bạch cầu cỏ nhân. Và cái chỉ số phần trăm mà người ta lấy cái mốc đó là lớn hơn 5% số bạch cầu. Được chưa? Lớn hơn 5% số bạch cầu. Thì gặp trong hai trường hợp, một là cái người này nhiễm trùng quá nặng. Ví dụ như mình đang bị nhiễm trùng huyết, cơ thể mình phải quy động toàn bộ tất cả những bạch cầu đưa vào trong hệ thống máu ngoại biên. Thì khi nó đưa vào trong hệ thống máu ngoại biên như thế thì chắc chắn nó sẽ nhiều khi có một số con bạch cầu non nó cũng đưa ra luôn. Nhưng mà đối với những trường hợp nhiễm trùng huyết nặng, cho dù nó đưa non ở nào thì thường nó cũng dừng lại ở mức bạch cầu đũa. Thường là nó sẽ tăng cái số lượng bạch cầu đũa lên rất là nhiều, hoặc là tăng cái dòng ben đi nó nhiều, hoặc là tăng beta melanocyte thôi, chứ nó không có tăng đến những cái dòng như thế này. Đa phần là nó sẽ tăng cái dòng này. Thì nó vẫn là một dạng của con mắc bạch cầu chuyển trái thì gặp trong trường hợp nhiễm trùng. Còn một trường hợp thứ hai nữa mình sẽ gặp trong con mắc bạch cầu anh ấy chuyển trái, đó là leukemia. Thì những cái trường hợp bị leukemia thì biết rồi, đó là những trường hợp ung thư máu và bạch cầu. Thì lúc này nó sẽ đưa những cái con bạch cầu non này ra ngoài, và mình có thể bắt gặp tất cả những cái dòng bạch, những cái gọi là những cái giai đoạn, tất cả những cái giai đoạn của những con bạch cầu non này. À, thì ở trên đây thì mình chỉ biết được là con mắc bạch cầu này là chuyển trái hay không thôi. Thì muốn biết chính xác là nó có bao gồm những cái gì thì phải phết máu ngoại biên. Cuối cùng là mình cũng phải quay lại cái câu chuyện đó là mình phết máu ngoại biên, và mình nhờ cái kỹ thuật viên xét nghiệm mở độc thì mình xem cái hạt nát chuyển trái này nè bao nhiêu phần trăm là ben, bao nhiêu phần trăm beolas, bao nhiêu phần trăm phần mỗi sai. Cái này những cái người ở kỹ thuật viên xét nghiệm người ta làm được cho mình. Kiểm ha. Và đương nhiên mình cũng phải dựa vào cái lâm sàng của bệnh nhân xem, gợi ý cho lâm sàng là bệnh nhân có một cái nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng huyết cấp tính hay không, một cái chó nhiễm trùng gì hay không, hay là trên lâm sàng này bệnh nhân phát triển cái hệ thống bộ nội môi như là lách thì to, gan to, rồi hạch nhiều, chùm vân vân, khá như thế. Đó, mình dựa trên lâm sàng mình cũng sẽ có một cái hướng đó cho bệnh nhân. Rồi thì đó là nói về cái ý nghĩa của cái bạch cầu nét chuyển trái. Đó. Ở đây mình không có làm cái lát xít này thì như thế nào, thì mình chủ yếu là chỉ dựa vào lâm sàng thôi. Nếu mà trên lâm sàng mình có dấu hiệu nhiễm trùng nặng leukemia vân vân, và mình thấy cái số lượng bạch cầu nó tăng cao quá như thế, thì mình nghi ngờ thì mình cho bệnh nhân phết máu ngoại biên. Rồi công thức bạch cầu né chuyển phải thì hồi nãy là nó chuyển ngược lại những cái dòng lúc mà nó còn non, còn bây giờ nó đi tiếp đến những cái dòng phía sau thì gọi là chuyển phải. Tức là hai gì chỗ này hai nhân, sau đó tách thành ba nhân, bốn nhân là dừng lại đây, tức là bạch cầu đa nhân. Những này nó đi tiếp nó tách nhân nữa, nó tách ra thành bốn nhân chỗ này, rồi hai bốn năm nhân, sáu nhân, và tách thành rất là nhiều nhân chỗ này nữa. Các bạn thấy là hình dạng bạch cầu mình học sinh lý rồi đó, thì nó chỉ có hình ảnh thế này thôi. Còn con neutrophil này nó ra cái hình ảnh này là bất thường rồi, bất thường rồi ha. Thì đây là dạng công thức bạch cầu ạc nét chuyển phải. Thì cái này cũng phải đọc, muốn đọc được cái này thì cũng phải dựa vào kết quả phết máu ngoại biên. Và trường hợp này mình sẽ gặp trong trường hợp đó là hoặc là MCV, và thường mình sẽ có cái MCV rất là cao. Mình có thể gặp trong trường hợp thiếu sắt, thiếu acid folic, thiếu B12. Gọi là trường hợp loạn sinh tủy. Nói về loạn sinh tủy là một cái chuyện, một cái bài vô cùng khó. Rồi thì mình nói chung là mình sẽ có hai dạng công thức bạch cầu ACE, là một là nó chuyển trái, hai là nó chuyển phải. Mình nhớ nó chuyển trái tức là nó xuất hiện những cái dòng non hơn. Còn chuyển phải thì mình có thể hiểu đơn giản là xuất hiện những cái dòng bạch cầu mà nó chia nhiều nhân hơn, hay là nó xuất hiện những con bạch cầu già hơn, chia rất là nhiều nhân đây. Rồi, tiểu cầu. Tiểu cầu thì nó có một cái vai trò trong đồng cầu nhất định nào đó trong cái vấn đề đồng cầm máu. Và những cái trường hợp thiếu máu thì đôi khi á, em lưu ý những trường hợp thiếu máu
đôi khi mình sẽ tạo ra những cái con hồng cầu nó nhỏ, và đôi khi cái mái nó bị nhiễm lầm là tiểu cầu. Cách thức thì giống như nãy trường học mình có một cái công thức máu mình phân tích đó. Nó không có nhà để nó ở nữa thì nó ra ngoài đường nó ở, tức là nó ra ngoài máu ngoài biên, thì đôi khi mình xét nghiệm mình thấy nó tăng, hoặc là một trường hợp tăng xương tụy. Đây, giảm trong trường hợp xuất huyết giảm tiểu cầu rất to, ung thư. Rồi như vậy, khi phân tích một cái công thức máu thì mình lưu ý là bệnh nhân này có thiếu máu hay không, thiếu máu mức độ gì, thiếu máu loại gì, hồng cầu nhỏ nhật sắc, hồng cầu đặc sắc, nặng bao, hồng cầu to sắc, tỷ có đáp ứng với thiếu máu hay không. Cái này là hôm nội cơ sở 1 mình đã tiếp cận rồi, nhắc lại thôi ha. Cái quan trọng là mình biết cách phân tích đó là một chuyện, và mình phải học cái biện luận của mình á. Rồi dòng bạch cầu thì có tăng hay giảm, công thức bạch cầu như thế nào, chủ yếu là lympho hay neutrophil, rồi công thức acnes chuyển trái chuyển phải. Đó, vâng. Rồi một số xét nghiệm giống như nãy mình có nói đó, nếu mà trường hợp mà những trường hợp mình nghi ngờ bệnh nhân cũng là hồng cầu, thiếu máu hồng cầu nhỏ, hồng cầu nhỏ nhiều sắc, nhưng mà cái độ phân tán hồng cầu nó không có nhiều, thì mình coi chừng bệnh nhân này có thể là mang sai lầm thalassemia chẳng hạn, thì mình có thể đề xuất là điện di hemoglobin. Điện di hemoglobin thì đây là giá trị bình thường của nó. Hoặc là những trường hợp mình nghi ngờ tán huyết mà do giảm sức bền của hồng cầu, thì mình có thể đánh giá sức bền của hồng cầu bằng nước muối sinh lý là ACL. Thì cái này, bài này trong sinh lý mình đã học rồi đó. Rồi, bây giờ mình một số sai lệch như thế này. Ở đây em nhìn chỗ này á, tiểu cầu 7.055 trong khi giá trị bình thường từ 170 tới 450. Rồi mình nhìn lên đây, thiếu máu độ rồi hồng cầu nhỏ nhược sắc rất là nhỏ luôn ha mấy em, ở năm chưa tới 50 ml nữa. Dạ, MCH thì còn có 19.6 này, phù hợp á, kết quả này phù hợp á. Rồi ở đây thì cái máy nó ra RDW là 48%, tức là mấy cái con hồng cầu này nó cái độ phân tán về cái thể tích của hồng cầu nó, đó là cái kích thước của những cái con hồng cầu đó to nhỏ rất không đều nhau, có những con trên lệch tới kích thước tới 50%, là gần 50%. Vấn đề nằm đây, và mình thấy tiểu cầu 7.055 coi chừng nó bị máy nó điểm sai á. Rồi thì những trường hợp này như thế nào, thì những trường hợp này thì quay lại thời niên cổ, tức là đếm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu bằng mắt. Đếm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mắt, tức là mình sử dụng cái buồng đếm New Power để mình đếm. Thì người ta đếm lại thì người ta thấy là đây, mình quan tâm con này, tiểu cầu 420.000. Được chưa? Từ 7.055 còn 420.000 con. Thì hồng cầu thì nhược sắc giống mình học ha, kích thước rất thay đổi, rất dị dạng. Đây người ta cho tới 4 cộng luôn nè, 1, 2, 3, 4 đó, tức là to nhỏ hoàn toàn không có đều nhau luôn ha. Hồng cầu nhỏ, nhược sắc và rất là dị dạng. Có những con hồng cầu hình bia mà hồng cầu rất nhỏ nhỏ, sắp 3 cộng, hình bia 2 cộng. Được chưa? Còn lại những cái dòng khác thì không thấy gì bất thường. Hồng cầu hình bia, coi lại bài sinh lý bệnh miễn dịch nha, hồng cầu hình bia mình sẽ gặp trong bệnh gì. Được chưa? Rồi, đó là cái cách để mình làm, cái cách để mình đọc. Tức là có một số cái thì mình nhìn vô mình thấy nó lạ quá, bất thường quá. Thì một đó là mấy em phải cho người ta đếm, tức là nhờ cái trên xét nghiệm người ta đếm lại bằng cái bắt, tức là bằng một cái
cuộc điểm niệm tụ, hai là mình phải phát máu mà đi coi lại nha. Thì đây thì người ta đếm lại nè, người ta phát máu ngoài biên ra thì người ta coi lại, yeah. Rất là hồng cầu, rất là dị dạng, bốn cộng là rất là nhiều hình dạng đây, tức là nó không có điều về hình dạng luôn á, yeah. Rồi và lưu ý một cái tình huống này không có kết quả này và mình phải kiểm tra lại nha, kiểm tra lại ECH 71, ECH 77.8. Rồi có một số tình huống là lỗi cho kỹ thuật, lỗi cho máy nó chạy sai á. Rồi thì lưu ý cái chuyện đó là kỹ thuật có thể sai số, cần kiểm tra lại. Nếu cần thì làm thủ công, nhận làm xem lại, nhìn qua kính hiển vi và cố gắng cung cấp một cái dữ liệu có độ tin cậy cao nhất. Ấy cô, tại sao mà MCV nó lại tăng cô? Nhưng mà cái hình này nè, nó chủ yếu là nó có cái giống như là cái thể tích, cái đường kính của cái con bạch cầu vậy đó. À, thì bạch cầu dòng tỷ nó rất là to, tức là 18 micro nè. À, khi mà nó chuyển thành bạch cầu đũa, bạch cầu đa nhân á, thì nó giảm xuống còn 17, giảm xuống. À, rồi sau đó nó sẽ già đi, nó già đi, và cái kích thước của nó cũng sẽ có khuynh hướng nó hơi, một số trường hợp nó sẽ to ra, rồi sau đó nó già nữa thì nó lại nhỏ lại, giờ nó nằm đây, tương ứng ở đây. Thế thì đối với những cái trường hợp mà bị quay trở lại, ở đây thì nó không có thể hiện được cái kích thước đó, nhưng mà mình thấy thì đối với những cái trường hợp mà bị thiếu máu, bình thường gặp nhất là cái này nè, mình gặp nhất là thiếu B12 và acid folic. Thì khi mà thiếu nguyên liệu sản xuất như vậy á, thì một phần nào đó nó sẽ bị ức chế tủy. Em theo kiểm tra nó sẽ bị ức chế tủy, và khi mà ức chế tủy tức là đây là nguyên nhân mà tại sao thiếu B12 và thiếu acid folic á, nó sẽ làm cho cái con nó sẽ tạo, khi mà ức chế tủy á, thì nó sẽ cố gắng nó tạo ra những con bạch cầu giống như bạch cầu to, do nó sẽ tạo ra, xin lỗi, tạo ra những cái con hồng cầu to lên để nó bù vào, giống như nó cố nó đang bị thiếu về số lượng, thành ra nó là nó sẽ tạo ra những cái con to hơn để nó bù. Giống như em tưởng tượng cái cách nó làm là như thế. Thế thì khi mà nó thiếu B12, thiếu acid folic như thế thì nó tạo ra những cái con hồng cầu to hơn để nó bù. Thì chính vì thế thành ra là nó sẽ làm cho cái thể tích hồng cầu, tức là MCB của mình nó sẽ tăng lên. Nghe cái chuyện này ha. Tức là khi mà những cái con, tức là khi mà công thức không phải là acnet chuyển phải là gây ra cái thằng thiếu B12 acid folic, mà là chính cái chuyện mà thiếu B12 acid folic này nè, nó làm cho gây ra công thức bạch cầu acnet chuyển phải, được ha? Là tại vì khi mà nó thiếu B12 acid folic thì nó sẽ gây ra tình trạng ức chế tủy, một phần nào đó nó sẽ bị ức chế tủy, và khi nó ức chế tủy như thế thì nó sẽ cố nó bù bằng cách là nó tạo ra những cái con hồng cầu to hơn để giúp cơ thể mình vận chuyển oxy. Và khi nó ức chế tỷ như thế thì nó ức chế hồng cầu, bản chất của nó chủ yếu là ức chế việc tạo hồng cầu thôi, nhưng chính vì cái chuyện ức chế đó nó vô tình nó ức chế luôn cái việc tạo bạch cầu, và do đó những cái con bạch cầu ngoại biên này nó sống nó già hơn, già đi, nó sống lâu, tức là nó cố gắng cái gì giống như là kiểu giống như là già 80 tuổi nhưng mà vẫn còn phải cố sống, được chưa? Thì nó sẽ phân chia thành nhiều nhân như thế này. Thì do đó cái công thức bạch cầu acnet nó sẽ bị chuyển dịch sang bên phải. Không biết là cô trả lời có đúng không? Theo đúng ý em hỏi không? Tức là dạ, dạ, dạ. À, tức là không phải là acnet mà nó làm cho MCV to, mà là chính cái thiếu máu acid folic 12 này nó làm cho acnet chuyển phải. Nhưng mà dạ, cái mà mình thấy trên lâm sàng thì mình lại thấy nó sẽ bị ngược lại, tức là mình nhìn cái MCV ở đây nè, MCV là 106 nè, đúng không? Là nếu mình đơn thuần, xin lỗi, nếu mà mình đơn thuần mình chỉ thấy là bạch cầu, xin lỗi, hồng cầu thiếu máu, hồng cầu to, đúng không? Thiếu máu hồng cầu to u sắc, thiếu máu hồng cầu to u sắc, mà mình không nhìn qua bạch cầu thì mình sẽ không thấy được cái chuyện này,
vậy ha. Tức là nhiều khi mình chỉ thấy mỗi cái chuyện nó hồng cầu to thôi, mình không biết cái chuyện ạc nét chuyện phải, thì mình sẽ không đề nghị cái người làm xét nghiệm làm cho mình công thức bạch cầu ạc nét. Và mình không đề nghị người ta làm thì người ta sẽ không làm, mà người ta không làm thì mình sẽ không biết nó dịch phải tới đâu. Nó càng dịch phải càng nhiều thì chứng tỏ cái hoạt động ức chế tỵ nó sẽ càng nhiều. Và cái chuyện này là em phải, thành ra là mình phải điều trị sớm và tích cực cho những cái trường hợp mà thiếu 12 acidic. Còn nếu như mình thấy cũng là một cái trường hợp hồng cầu to u sắc, nhưng mà mình làm cái công thức acid nó chưa có chuyển phải nhiều, nó chưa có chuyển phải nhiều thì mình có thể điều trị ở mức độ vừa vừa thôi, không cần quá tích cực đối với bệnh nhân. Nhưng mà nói chung điều trị bệnh huyết học thì phải có sự kiên nhẫn nha, đừng có gấp quá thì nó sẽ không tốt đối với bệnh nhân. Dạ em cảm ơn cô. Rồi thì về nhà chịu khó gắng tiêu hóa cái bài này ha, rồi để hôm sau mình học ba cái bài kia, sửa hai cái bài kia xuất huyết. Cái chuyện mà thiếu máu và một tình huống liên quan đến cái việc mà xuất huyết, rồi hôm sau mình bàn vô hai cái tình huống đó thì nó sẽ dễ hơn, và một số cái lý thuyết lâu về ở bên ngoài nữa. Rồi chắc hôm nay mình nghỉ sớm mấy bạn.